Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ các chiến sĩ người Hưng Yên nhân kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Mặt bằng sạch, nút thắt giải ngân vốn đầu tư công nhanh. Doanh nghiệp Hưng Yên 4 năm nhìn lại. Bắt hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, chúng ta lại bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ tàn quân diệt chủng. Trong đoàn quân tình nguyện ấy, Hưng Yên có hàng nghìn chiến sĩ đã trực tiếp tham gia. Buổi lễ gặp mặt trao kỷ niệm chương và kết nạp hội viên mới của Hội Hữu nghị quân tình nguyện Việt Nam huyện Tiên Lữ vào sáng nay. Hơn 70 hội viên là các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu tại biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ tàn quân diệt chủng đã tụ họp về để cùng nhau ôn lại những ngày chiến đấu hào hùng và để tri ân tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh. Tuyên truyền thật sâu rộng cho thế hệ trẻ, với lại thế hệ trẻ biết được trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cái đó là một ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ đất nước chúng ta, là quá trình hoạt động của bộ đội Việt Nam đã giúp bạn như thế nào, cũng như là kiểu cái chế độ của hai nhà nước của mình càng ngày càng có sự gắn bó ăn kíp nhiều hơn. Dù không tổ chức gặp mặt, nhưng hội quân tình nguyện chiến đấu tại nước bạn Campuchia ở các địa phương cũng đã tìm đến với nhau, trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm thời khói lửa mà họ đã trải qua. Dù không cùng tuổi, không cùng nhập ngũ, không cùng đơn vị, nhưng họ cùng chung chiến hào, chung ý chí chiến đấu bảo vệ bờ cõi và giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Như biên giới Tây Nam thì cơ bản toàn kiểu đánh du kích, toàn quay lại đánh tập hậu là chủ yếu. Đánh đâu chạy đấy, đến cuối cùng chúng tôi không theo kịp, thì có dân là xe lôi ý. Là cứ 3-4 người nó xe đôi của dân Campuchia ấy, chở chúng tôi là đuổi theo, là giải phóng nhanh lắm. Lấy nhau ở tại cái cầu sang bên thủ đô Phnom Penh ấy, rằng co ở đấy mất một ngày một đêm. Thì cái khẩu đại liên của nó chỉ có 3 người thôi, mà bọn tôi đánh dai dẳng mới là không thể sang được. Thế về sau đánh thọc họng. Thắng lợi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là hành động tự vệ chính đáng, đập tan âm mưu chống phá của thế lực phản động và ý đồ xâm lược bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng, qua đó khẳng định tinh thần quốc tế cao cả, sẵn sàng hy sinh cả xương máu vì mối quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung lâu đời giữa hai nước Việt Nam, Campuchia. Nhận thức rõ trách nhiệm với Tổ quốc, một tuyển quân năm 2024, nhiều bạn trẻ ở huyện Khoai Châu đã tình nguyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng đều có chung ước mong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người thanh niên đối với Tổ quốc. Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều người khi nghĩ đến nếp sống kỷ luật và cả sự thử thách trong môi trường quân đội, thanh niên Đỗ Văn Sơn ở xã Đông Ninh đang háo hức chờ đến ngày nhập ngũ. Ông của Sơn từng tham gia quân ngũ nên hình ảnh chú bộ đội Cụ Hồ đã in sâu vào tâm trí của Sơn. Vì thế, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và đang làm cho doanh nghiệp tại Hà Nội với mức lương khá cao, nhưng em đã xin nghỉ việc và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Vào môi trường bộ đội để rèn luyện bản thân em cho chín chắn hơn để mai sau em về em làm công việc sẽ tốt hơn. Em hứa là sẽ chấp hành tốt mọi kỷ luật rồi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian này với thanh niên Lê Công Tuấn Anh, sinh năm 2003 ở xã Phùng Hưng, huyện Khoai Châu, tràn ngập niềm vui bởi ước mơ của Tuấn Anh đang thành hiện thực. Dù đang là sinh viên năm thứ ba khoa điện điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, mới đây Tuấn Anh vẫn quyết định tạm rời ghế nhà trường, bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân, đó là niềm vinh dự của một thanh niên Việt Nam. Cháu xin tình nguyện đi bộ đội để phục vụ Đảng và Nhà nước. Tôi cũng đồng ý đề nghị của cháu, động viên đi xong rồi là về thì học lại sau. Nhờ công tác tuyên truyền, công tác vận động, mình đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Có những cháu mà chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhưng mà gia đình bảo lưu được kết quả học tập thì con đi về để sau này có thể là có công việc làm ngay. Mà đối với các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan đã tuyển thì rất thích những người mà đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi có tới 37 thanh niên đi khám, thế nhưng chúng tôi được tuyển chọn hơn 20 thôi.
Thanh niên Đỗ Văn Sơn và Lê Công Tuấn Anh, mỗi thanh niên một hoàn cảnh, một suy nghĩ và mục tiêu riêng, nhưng các em đều có chung mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính và thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2024, huyện Khoai Châu có 301 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cùng với quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển, các địa phương trong huyện đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tân binh, tổ chức liên hoan văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm tại các địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh thời gian qua cho thấy, chỉ khi chính quyền quyết liệt vào cuộc để sớm có mặt bằng sạch, cộng với sự tập trung về nhân lực, thiết bị của nhà thầu thì mới đạt được kết quả cao. Công trình đường DH15 từ quốc lộ 5 qua cụm công nghiệp Minh Khai bắt đầu khởi công từ tháng 2 năm 2023 với kinh phí gần 90 tỷ đồng. Qua 8 tháng, đơn vị thi công chỉ làm được hơn 100 mét đường và giải ngân được gần 10 tỷ đồng do không có mặt bằng vì chạy giữa hai doanh nghiệp đang sản xuất và các cột điện trung thế cung cấp điện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023, chỉ sau 2 tháng khi có mặt bằng, nhà thầu đã làm được thêm 300 mét đường và làm thêm các dầm cầu bắc qua kênh. Hiện đã giải ngân được gần 50 tỷ đồng đảm bảo kế hoạch đề ra. Xuyên qua nhà máy họ đang hoạt động, tức là họ di chuyển và tháo dỡ đi đâu thì chúng tôi cũng cho thi công cái đó. Tuy nhiên là cũng tiến độ cũng không thể được như kỳ vọng, bởi vì là còn phụ thuộc vào cái việc là sản xuất của Asicook với cả Hòa Phát. Đường điện phục vụ cho cái khu vực này lại chạy giữa tuyến đường và thậm chí là chạy giữa khu vực đường cống thoát nước. Đấy, mà vừa rồi cách đây mấy hôm thì mấy đường điện mới được giải phóng. Có những cái khu vực mà nó không vướng thì chúng tôi cũng vận dụng và tập trung để hoàn thiện cái việc phần việc đó. Sau gần 40 ngày khởi công dự án thành phần 2.2 đường song hành của đường vành đai 4 vùng thủ đô, nhà thầu là công ty cổ phần Ligen đã tập trung 4 mũi để thi công. Qua đó đến nay đã giải ngân được gần 400 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu cho biết, hiện mặt bằng tuy đã có, song các đường công vụ để đưa máy móc vào thi công vẫn chưa hoàn thiện. Nếu không, đơn vị sẽ mở thêm từ 8 đến 10 mũi thi công. Nhà thầu có thể cam kết giải ngân theo tiến độ ấy, thì cái vấn đề mặt bằng rất là quan trọng. Nhà thầu đang tập trung chủ yếu ở huyện Văn Giang và Văn Lâm để thực hiện thi công dự án. Sau khi mà có mặt bằng, chúng tôi đã ngay lập tức để mà bố trí máy móc thiết bị rồi nhân lực để triển khai những cái vị trí mà đã có thể tiếp cận được. Như vậy thì kế hoạch giải ngân trong năm 2024 và 2025 thì sẽ đảm bảo đối với cái kế hoạch mà nhà thầu đã đặt ra với chủ đầu tư. Xã Tiền Phiến có 5 công trình giao thông nông thôn với tổng vốn 33 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023, xã đã hoàn thiện 3 công trình, giải ngân được 19 tỷ đồng, là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân nhanh của huyện Tiên Lữ. Trước tiên là vận động đảng viên, hội viên của các cái ban ngành đoàn thể gương mẫu chấp hành trước, và sau đó đến người thân và gia đình, và sau đó là nhân dân. Thì bằng nhiều giải pháp đó thì trong những thời gian vừa qua thì cấp ủy chính quyền địa phương xã Thiện Phiến thì đã tập trung là bàn giao nhiều cái mặt bằng cho các cái dự án trên địa phương rất là thuận lợi và nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Một số dự án dù đã có kinh phí nhưng không thể giải ngân được hoặc giải ngân rất chậm vì các địa phương chưa quan tâm tới công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến nhà thầu thi công không làm được nên không có khối lượng. Năm 2024, chi đầu tư công của Hưng Yên là 19.000 tỷ đồng, trong đó cơ bản là làm các tuyến đường giao thông trọng điểm. Vì vậy mà công tác giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề tiên quyết để hoàn thành giải ngân đầu tư công. Để sớm hoàn thành mục tiêu đưa các xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Mỹ đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cao các tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện là hơn 910 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã huy động được 34 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp và nghìn mét vuông đất để mở rộng đường. Từ nguồn vốn trên, các địa phương đã đầu tư nâng cấp, xây mới nhiều cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường,
Huyện Yên Mỹ hiện có 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là xã Yên Phú và Hoàn Long. Để tiếp tục xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo mục tiêu đề ra, ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước, huyện Yên Mỹ đang đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 qua đi với nhiều khó khăn thách thức doanh nghiệp phải đối mặt, nhưng cũng chính trong khó khăn chúng ta lại thấy được nỗ lực vượt khó vươn lên của từng doanh nghiệp cũng như cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và cả nước. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất hàng tiêu dùng như nồi cơm điện, máy lọc nước, bếp từ, máy xay sinh tố, ấm siêu tốc, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước. Nhưng nhiều quý trong năm 2023 sản xuất giảm hơn một nửa, khó khăn gặp phải là rất nhiều. Nhưng theo lãnh đạo doanh nghiệp, cái mà doanh nghiệp đạt được trong năm chính là đã đầu tư xây dựng nhà máy thông minh, áp dụng tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Bởi không có khó khăn, điều này chưa chắc đã diễn ra, vì sau chuyển đổi, năng suất và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Tham gia cái dự án nhà máy thông minh và có hiệu quả và được kết thúc vào tháng 8 năm 2023. Và từ cái đó là công ty sẽ đi theo cái hướng đó và sẽ mong muốn là sẽ phát triển lâu dài và bền vững hơn, và để đem cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đưa lên hàng đầu. Chỉ tính riêng năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã có trên 1.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây, đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập toàn tỉnh lên con số gần 16.500 doanh nghiệp. 70% số doanh nghiệp đăng ký đã có hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả này thể hiện sự cố gắng lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Tình hình kinh tế toàn cầu đang có nhiều khó khăn, các khách hàng của chúng tôi đang nỗ lực tăng hiệu quả sản xuất để duy trì sự cân bằng bền vững ngay cả trong tình hình khó khăn như hiện nay. Ngoài ra, vấn đề tiêu hụt năng lượng cũng là một vấn đề đáng lưu ý trong năm 2023. Cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để đảm bảo vận hành tốt khu công nghiệp. Trong bức tranh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và toàn cầu năm 2023, bức tranh kinh tế tỉnh Hưng Yên nổi lên nhiều điểm sáng rất tích cực, như tăng trưởng kinh tế cao thứ 7 toàn quốc đạt 10,05%, thu ngân sách đạt 33.100 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư tăng cao nhất từ trước đến nay đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được những thành tích trên là sự nỗ lực cố gắng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Để thực hiện phủ xanh các tuyến đường và khu dân cư cần nhiều giải pháp cụ thể của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của từng người dân. Hơn 20 năm qua, ông Bùi Văn Vông, 66 tuổi ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tự nguyện trồng và chăm sóc cây xanh đem bóng mát cho làng. Dọc theo con đường dẫn vào gia đình ông Bùi Văn Vông là hàng cây xanh quanh năm tỏa bóng mát với đa dạng các cây do chính tay ông Vông trồng và chăm sóc. Việc làm thường ngày gắn bó với ông Bùi Văn Vông từ nhiều năm nay, đó là đi trồng cây và chăm sóc cây mà mình đã trồng. Từ những cây đa trên cánh đồng đến hoàng yến, sấu, Osaka tại các con đường thôn xóm. Đến nay, ông Vông đã không còn nhớ rõ mình đã trồng bao nhiêu cây bóng mát ở địa phương bởi số lượng quá lớn. Tôi nhận thức một điều là trồng cây để cho người đời được hưởng bóng mát đến muôn đời sau. Khi đi lên đồng rồi là chăm bón lúa má hoặc cây trồng thì nó có chỗ bóng mát khi trời nó lắng, phục vụ lợi ích cho toàn dân. Theo ông Vông, trồng cây mất công 1 thì chăm sóc cây mất công 10. Bởi vậy, ngoài việc ủng hộ cây thì ông Vông còn trực tiếp chăm sóc cho đến khi cây lớn. Như hàng cây gồm 50 cây Osaka này do gia đình ông Vông ủng hộ và trồng cho xã Nhân La vào đầu năm 2023. Hàng ngày, ông Vông đến tưới nước, bón phân để cây sinh trưởng tốt, tạo bóng mát cho con đường. Hiện nay, trên các con đường, cánh đồng ở xã Nhân La đều có cây bóng mát của ông Vông trồng. Người dân địa phương gọi ông với cái tên thân mật là người đem bóng mát cho làng. Ông Bùi Văn Vông đã trồng được rất là nhiều cây đa ở trên các tuyến đường giao thông nội đồng ở trên địa bàn. Và đặc biệt là vừa rồi là gia đình đã trồng đầu tư là những hàng cây xanh ở hai bên trục đường của xã để tạo cảnh quan môi trường cũng như là tạo bóng mát cho nhân dân cũng như là các cháu học sinh khi tan học đi về gia đình. Việc làm của ông Bùi Văn Vông tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, đã lan tỏa và truyền cảm hứng về sự trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, góp phần phủ xanh các tuyến đường xanh tại địa phương.
Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên chuyển sang trồng đào cảnh để các diện tích đào nở hoa đúng dịp Tết. Các chủ vườn ở đây đang tập trung chăm sóc, theo dõi sát sao tình hình thời tiết để có kỹ thuật thúc hãm cây nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Thành phố Hưng Yên hiện có gần 20 hectare đào tập trung ở các phường xã như Quảng Châu, Trung Nghĩa, Hồng Nam, Hồng Châu. Trong đó, ngoài diện tích đào ươm cuối vụ cho năm sau, các hộ trồng đào trên địa bàn có hàng vạn cây đào thế để xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán. Do năm 2023 nhuận, các hộ đã lùi thời gian tuốt lá khoảng 10 ngày so với các năm trước. Cùng với đó, để hãm sự phát triển của đụ hoa trong những ngày thời tiết nóng, nồm ẩm, các hộ thực hiện đôn đảo, che phủ ni lông quanh gốc đào, hạn chế tưới nước. Một số nhà vườn đã đưa đào lên chậu để hạn chế bớt chất dinh dưỡng, nuôi đụ hoa, cố gắng khoảng 80% cây đào sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết. Giá bán và cho thuê đào Tết năm nay khả năng cao hơn năm ngoái khoảng 10%. Tuy không phải là mặt hàng thiết yếu, nhưng cứ thời điểm giáp Tết Nguyên đán, sản phẩm tương bần ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào có sức tiêu thụ rất lớn. Những ngày này, cơ sở sản xuất tương Định Thu, phường Bần Yên Nhân đã phải tập trung thêm nhân lực để chuẩn bị đủ hàng, giao cho khách hàng. Tuy chưa được như những năm trước dịch Covid, nhưng thị trường của mặt hàng này đã và đang trên đà hồi phục. Trung bình mỗi tháng, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng 12.000 lít, dự kiến dịp Tết Nguyên đán này lượng tiêu thụ tăng khoảng 20%, chưa kể các cơ sở đang vận dụng nhiều phương thức tìm kiếm thị trường mới. Những ngày này thì chúng tôi sẽ phải tăng công suất lên khoảng 20-25% để cho phục vụ đủ cái nhu cầu, mở rộng thị trường trên trang web, trên Facebook hay là Zalo. Theo các hộ sản xuất cho biết, sau khi đã hoàn tất các đơn hàng ở tỉnh xa, thời điểm này, gần 100 lao động của 17 cơ sở sản xuất trong làng nghề Tưng Bần đều đang rất khẩn trương huy động lao động sản xuất phục vụ thị trường Tết các tỉnh miền Bắc. Hiện trung bình, mỗi tháng, làng nghề xuất tiêu thụ trên 100.000 lít. Tuy nhiên, làng nghề đã xác định rõ nhãn hiệu cổ truyền sản phẩm mang tính chất sống còn, vì thế phải kiên quyết giữ gìn nó bằng mọi giá. Cuối năm có những cái đơn hàng đặt để chuẩn bị bán cho dịp Tết. Cho nên là chúng tôi ở điều kiện nào cũng phải sản xuất đảm bảo. Đầu tiên là về vệ sinh thực phẩm, cái thứ hai về chất lượng làm sao cho thơm ngon. Mặc dù năm nay là đầu vào ví dụ như gạo đỗ rất là cao, thế nhưng mà tất cả trong làng nghề bà con đều là giữ được cái giá đầu ra ổn định, giữ uy tín cho làng nghề Tưng Bần phát triển cả về sau này nữa. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, năm nay các cơ sở đã sử dụng nhiều kích cỡ vỏ chai, dung tích từ 0,33 lít đến 2 lít. Thông thường thị trường tiêu thụ mạnh nhất vào khoảng trung tuần tháng 12 âm lịch. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Văn Lâm. Hai đối tượng bị bắt là Đỗ Văn Kiểm, sinh năm 1990 và Lê Anh Đức, sinh năm 2002, cùng trú tại thôn Xuân Lôi, xã Đình Dù. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại khu vực đường A5, khu công nghiệp Phố Nối A, hai đối tượng trên đã lái xe mô tô đạp anh LVH, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, để cướp xe máy của anh. Anh H và bạn đã đuổi theo đến khu vực thôn Đình Dù, thì đối tượng cướp tài sản ngã ra đường, để lại xe mô tô và chạy thoát. Sau 8 ngày điều tra, công an huyện đã bắt giữ được Kiểm và Đức. Ngoài vụ cướp nói trên, trong tháng 12 vừa qua, hai đối tượng còn gây ra 4 vụ cướp điện thoại, xe ô tô trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.